Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong một số video về chủ đề sức khỏe, mục tìm hiểu các căn bệnh nguy hiểm đối với con người. Căn bệnh hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu là bệnh giang mai, một loại bệnh gây ra những mối nguy lớn. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Đầu tiên, các bạn có thể sẽ hỏi, bệnh giang mai là gì? Thì chúng ta có thể hình dung, bệnh giang mai là căn bệnh lở loét gây ra bởi con vi khuẩn có tên là Palizum. Chúng có hình dạng xoắn giống cái lò xo, qua kính hiển vi. Các nhà khoa học đếm được, chúng có từ 6 đến 14 vòng xoắn, dài ngắn khác nhau. Palizum không có trong môi trường tự nhiên mà chỉ di chuyển từ người này qua người khác. Do vi khuẩn có ở trong máu, trong dịch nhầy của người bệnh, nên nếu không may tiếp xúc với máu hay dịch nhầy này mà người khỏe mạnh có các vết thương hở thì nguy cơ nhiễm con đường lây nhiễm thứ hai và rất phổ biến, chiếm tới 95% các trường hợp mắc bệnh giang mai. Đó là con đường tình dục không an toàn. Khi quan hệ tình dục, việc cọ sát sẽ tạo ra các vết thương nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Nhưng đó là lại những cái cổng rất lớn cho vi khuẩn Palizum đi qua và xâm nhập vào cơ thể. Thường thì, phụ nữ sẽ dễ bị lây bệnh hơn đàn ông, do cấu tạo âm đạo của phụ nữ là cấu tạo dạng hở nên vi khuẩn rất dễ đi vào. Cách lây nhiễm này khá giống với căn bệnh HIV. Các bạn cũng nên biết, bệnh giang mai gần như không thể lây qua việc tiếp xúc gián tiếp, có nghĩa là sử dụng chung các đồ đạc như phòng tắm, nhà vệ sinh, bát đũa gần như không thể bị lây bệnh. Thế nên, chúng ta không nên xa lánh những người bị bệnh giang mai nhé. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu về các giai đoạn khi nhiễm bệnh giang mai nhé. Thì bệnh này có rất nhiều giai đoạn, có thể kéo dài tới hàng chục năm và gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm cho cơ thể, từ gây ra các vấn đề về da khiến người khác nhìn vào là thấy sợ cho đến nhiều tổn thương bên trong như tim mạch, hệ thần kinh dẫn tới tử vong cho người bệnh. Giang mai khi nhiễm vào cơ thể, nó sẽ hình thành 4 giai đoạn, gồm giai đoạn đầu tiên còn gọi là giai đoạn nguyên phát. Đây là giai đoạn khi con vi khuẩn Palizum chui vào cơ thể, nó sẽ lập căn cứ và sinh sôi nảy nở. Giai đoạn này sẽ kéo dài khoảng 3 tuần. Trong 3 tuần này sẽ không hề có biểu hiện nào nên không ai biết là mình đã bị nhiễm bệnh. Sau 3 tuần này, vi khuẩn bắt đầu tạo ra những vết loét nhỏ, thường giống như hạt ngô, có màu đỏ, nhẵn và không ngứa, còn được gọi là sang. Sau khi sang xuất hiện, cũng sẽ có những cục hạch, thường ở vùng bẹn, nhiều hạch tạo thành các chùm, trong đó có một cái hạch lớn hơn hẳn, gọi là hạch chúa. Khoảng 1 tuần nó sẽ biến mất. Đến giai đoạn 2, còn gọi là thứ phát. Giai đoạn này bắt đầu sau khi biểu hiện của giai đoạn đầu biến mất khoảng từ 4 đến 10 tuần. Ở giai đoạn này, người bệnh lại xuất hiện nhiều nốt màu hồng, thường là ở lưng, mạng sườn và tứ chi, lòng bàn chân, bàn tay. Các nốt này không đau, không ngứa, nhưng đôi khi có những người lại xuất hiện những vết viêm loét bên trong có dịch. Dịch này chứa rất nhiều vi khuẩn, nếu bị dính dịch này mà cơ thể có vết thương hở thì cơ thể rất dễ nhiễm bệnh. Ngoài ra, người bệnh còn có thể bị sốt, đau đầu, đau ngực, rụng tóc, đau cơ. Đến một giai đoạn, người ta gọi là giai đoạn tiềm ẩn, nhưng không phải ai bị giang mai cũng trải qua giai đoạn này mà có thể chuyển sang giai đoạn 3 luôn. Ở giai đoạn tiềm ẩn, sẽ không có biểu hiện gì. Các nốt, các vết loét ở giai đoạn 2 đã biến mất khiến người bệnh nghĩ rằng mình đã khỏi. Nhưng thực ra, đây mới là giai đoạn vi khuẩn chui vào máu và đi khắp cơ thể. Đến giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng, nó xảy ra từ 3 đến 15 năm sau khi con vi khuẩn thâm nhập cơ thể. Giai đoạn này rất đặc biệt. Đó là người bệnh không có khả năng lây nhiễm cho người khác. Vi khuẩn ở giai đoạn này tập trung tấn công mạnh mẽ cơ thể gây ra các biến chứng cực kỳ nguy hiểm. Đến giai đoạn này, con vi khuẩn sẽ tạo ra hai loại tổn thương bên ngoài, gồm củ giang mai. Đây là những phần nổi lên như cái thẹo hay nốt ruồi, hay đá màu đỏ bên ngoài, có vảy như vảy nến. Nó có thể dẫn đến hoại tử, loét sâu và rất khó lành. Loại tổn thương thứ hai là gom. Ban đầu nó sẽ như cái mụn nhưng khá to, đến vài cm. Đến một ngày sẽ vỡ ra, chảy mủ tạo ra các vết thương sâu, sau khi lành lại sẽ tạo ra các thẹo to và kéo ra nhúm lại, trông cực kỳ khó nhìn. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở tổn thương ngoài da, giai đoạn 3 này còn rất nguy hiểm bởi vi khuẩn tấn công cả bên trong cơ thể. Nó có thể ăn mòn, gây tổn thương các cơ quan nội tạng, hệ thần kinh, mắt hay thậm chí cả não. Nếu các cơ quan trọng yếu bị tấn công, việc bị tử vong là điều khó tránh khỏi. Nói chung, giai đoạn 3 cực kỳ nguy hiểm. Nếu để giang mai phát triển đến giai đoạn này, việc chữa trị là vô cùng khó. Đặc biệt, phụ nữ khi mang thai nếu mắc giang mai có thể sẽ lây nhiễm cho thai nhi gây ra hậu quả như sinh con nhẹ cân, sinh non hay thai chết lưu. Để bảo vệ con mình, bạn nên làm xét nghiệm bệnh giang mai tối thiểu một lần trong quá trình mang thai, điều trị ngay lập tức nếu bạn có kết quả xét nghiệm dương tính. Hiện nay, giang mai đã có thuốc đặc trị, đó là những loại kháng sinh. Tuy nhiên, phải phát hiện sớm thì việc chữa trị mới mang lại hiệu quả. Cách tốt nhất để không phải đối mặt với giang mai, đó chính là phòng bệnh. Tuy nhiên, đến nay chúng ta vẫn chưa có vaccine để tiêm phòng, thế nên chỉ còn cách là tự tìm hiểu các kiến thức để phòng thân, đặc biệt là không quan hệ bừa bãi, quan hệ mà thiếu các biện pháp an toàn. Trên đây là những kiến thức cơ bản về căn bệnh phổ biến và đặc biệt nguy hiểm giang mai.
Hy vọng những thông tin trên có ích với các bạn. Nếu bạn có ý kiến gì khác, vui lòng để lại bình luận để nhiều người cùng trao đổi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số video tiếp theo.